Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của thành phố Đà Nẵng và trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thống đốc tỉnh Wakayama, Nhật Bản tại Đà Nẵng, sáng nay, ngày 27 tháng 7, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng tỉnh Wakayama tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Đà Nẵng Wakayama. Với sự tham dự của gần 150 đại biểu là các nghị sĩ và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tỉnh Wakayama, các sở ban ngành, tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, các hội, hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng và Nhật Bản. Hội thảo được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, trao đổi chia sẻ các kinh nghiệm trong xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, xây dựng tiền đề phát triển quan hệ hợp tác đầu tư du lịch thương mại giữa hai địa phương trong thời gian đến. Tại hội thảo, đại diện Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đã giới thiệu các lợi thế cạnh tranh của thành phố trong thu hút đầu tư cùng các chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghệ cao. Ban cùng chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào thành phố trong thời gian qua. Đại diện đoàn nghị sĩ khu vực Kawayama giới thiệu về vùng và các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh đó, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Chi hội Đà Nẵng chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Hội thảo còn có phiên trao đổi, thảo luận, tập trung giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trong các vấn đề liên quan đến thủ tục, quy trình đầu tư, nguồn nhân lực, môi trường sống và làm việc cho các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ hội thảo còn có phiên kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Đà Nẵng và là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Nhật Bản và Đà Nẵng trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác.